Liên quan đến những bức xúc của tiểu thương chợ A Lưới sau phiên đấu giá ngày 17 tháng 3 mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới cho biết đã hủy kế hoạch đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 và dời lại 1 tháng, tức là đến ngày 21 tháng 4 tới đây. Huyện cũng đã cho rút cọc để tổ chức đăng ký lại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cho biết cũng sẽ xem xét các kiến nghị đề xuất của tiểu thương để hoàn thiện phương án đấu giá, đảm bảo công bằng, minh bạch nhằm sớm đưa chợ mới vào hoạt động. Tại buổi làm việc với phóng viên TRT, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, đến thời điểm này trong tổng số 308 lô tại chợ A Lưới thì đã có 76 lô đấu trúng, chiếm 25%. Đồng thời việc giá thuê được đẩy lên cao, phản ánh mong muốn của tiểu thương và người dân có được nơi buôn bán ổn định. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã nắm tình hình để có các điều chỉnh phù hợp. Huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để trao đổi cụ thể cho các hộ tiểu thương, để làm sao bà con các hộ tiểu thương cũng hiểu được và trong quá trình tham gia cùng đấu giá cũng bình tĩnh, đừng để cho các cái điểm đấu giá nóng lên, dẫn đến là đẩy cái giá là cùng các hộ tiểu thương cao lên, do đó là cùng các cái hộ tiểu thương là cũng đảm bảo được cái nguồn kinh phí để tham gia trong quá trình đấu giá. Cùng theo tổng hợp của huyện A Lưới thì trong 3 đợt đầu tiên đã đấu, nóng nhất vẫn là khu vực phía ngoài, còn trong khu vực đình chợ thì tỷ lệ tham gia và trúng đấu giá vẫn thấp. Các tiểu thương cho biết các lô kiosk phía ngoài các tuyến đường Hồ Chí Minh, Đinh Núp, không hư, dù đã đấu giá thành công với giá rất cao, có lô trên 1,8 tỷ đồng trong 15 năm. Tuy nhiên, phải đến thời hạn nộp tiền trúng đấu giá mới đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng thực sự của người dân. Vì vậy, việc bỏ lô hoặc mua bán sang nhượng vẫn còn là một khả năng hiện hữu. Chứ nếu không tin đài để xem xét lại thì có một số người bóc lô đi bán sang lại. Sang lại rất nhiều người sang lại rồi. Chị em lại yêu cầu á, là trên á, là ngõ xuống á, là làm răng, là ngâm cứu lại cho bà con tiểu thương tế mía là bốc lại cái số tiền chênh lệch vừa thôi. Cả vì là dân A Lưới là nghèo đói chứ phải có mố, dân bà con đấy là rất nghèo. Chỉ có thành phần mô chào còn tới bốc tiền tỷ tương đô mà chị em tiểu thương đây là chết ngạ luôn. Có thể thấy việc đầu tư chợ trung tâm và tổ chức đấu giá là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế xã hội hóa nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đối với các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như A Lưới. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế cho thấy sẽ có nhiều hệ lụy phát sinh nếu việc đấu giá không được tổ chức tốt. Bài học thực tế trên cả nước thời gian qua cho thấy rõ vấn đề sốt giá không thể xem là một yếu tố thành công của phiên đấu giá. Ngược lại, nó còn là rào cản cho quá trình phát triển, là môi trường thuận lợi cho các đối tượng trục lợi. Chính vì vậy, để chợ A Lưới sớm đi vào hoạt động, công tác đấu giá thời gian tới cần ra soát điều chỉnh các giải pháp phù hợp theo hướng ưu tiên quyền lợi chính đáng cho hơn 300 hộ tiểu thương có nhu cầu thực sự. Đồng thời, có các biện pháp an ninh, an toàn phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng thổi giá, nhiễu loạn thị trường.